Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề ôn thi giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 11. Đây có bộ đề gồm 10 đề. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề số 1 nhé. Câu số 1 là phần phát âm. Câu thứ nhất thì gạch chân chữ SC. Thì chữ SC sẽ có hai cái quy tắc đọc. Quy tắc đọc thứ nhất là nó sẽ đi với những cái âm vô thanh thì nó sẽ phát âm thành âm vô thanh là s, tức là âm gió đấy. Thì ngoại trừ cái âm SC ra. Ngoại trừ âm SC đấy nhé. Và âm chờ. Đó. Thì ở đây âm P là âm vô thanh. Đây là âm chữ SC sau âm P sẽ đọc thành âm gió. S là âm vô thanh. Âm D là âm hữu thanh. Nên đây chữ SC sẽ đọc thành âm hữu thanh là Z. Âm T là vô thanh. Nên chữ SC cũng là âm gió vô thanh. Tương tự như vậy, âm T. Thì đáp án khác ở đây sẽ là B. Câu thứ hai gạch chân chữ CH. Chemistry. Thì âm chữ CH phát âm thành âm K, chính là âm hờ câm. Còn chữ C thì phát âm thành âm K đấy. Church. Đó là âm ch. Cheese. Âm ch. Children. Âm ch. Đáp án khác là A. Câu tiếp theo, gạch chân chữ A. Facts, âm AE, có ký hiệu phát âm như thế này. Facsimile, facsimile, cũng là âm AE. Transfer, cũng là âm AE. Spatial, âm A. Đáp án khác là D. Gạch chân chữ EA. Heat, y dài, ký hiệu là y hai chấm. Nuclear, âm A. Ear, âm y với âm ơ. Feet, hai chấm. Clean, y hai chấm. Vậy đáp án khác ở đây là B. Tiếp theo lại là chữ A. Capture, cat, A-E. Land, A-E. Marathon, A-E. Parade, ơ. Đáp án khác là D. Bài thứ hai là chọn đáp án đúng. Nuclear energy is unlimited, but it is very to human beings and the environment. Năng lượng hạt nhân là không có giới hạn, nhưng mà nó rất chậm chậm với con người và môi trường. Chỗ này chúng ta cần tính từ nhé, bởi vì nó đứng sau động từ to be này. Đó. Và đứng sau trạng từ rất. Extinct cũng là tính từ, nhưng mà nó nghĩa là tuyệt chủng, không phù hợp với năng lượng. Released, phóng thích, đây là động từ. Endangered, đây là động từ, gây nguy hiểm. Dangerous, tính từ, nguy hiểm. Chúng ta chọn đáp án D là tính từ. Nó có cái đuôi OUS là tính từ nhé. Năng lượng hạt nhân là không có giới hạn, nhưng nó rất nguy hiểm với con người và môi trường. The music you are listening sounds really interesting. Âm nhạc chấm chấm bạn đang nghe có vẻ rất thú vị. Có vẻ thật sự thú vị. Âm nhạc mà bạn đang nghe, chỗ này thiếu đại từ quan hệ, nghĩa là mà. Cái mà. Âm nhạc cái mà bạn đang nghe có vẻ thật sự thú vị. Vậy là chỗ này chúng ta chọn mà có nghĩa là which. Nhưng mà cái listening nó sẽ đi với giấy từ to. Thì chúng ta chọn là to which. Âm nhạc, thứ mà bạn đang nghe, thật sự rất thú vị. He was the first man mean the truth. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên, chấm chấm, tôi sự thật. Ở đây sẽ là có cái từ nghĩa là nói. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên nói với tôi sự thật. Cái này chúng ta chọn là đáp án phù hợp là to tell. To tell me the truth. Dinosaurs became millions of years ago. Những con khủng long đã trở thành như thế nào đó hàng triệu năm trước đây.
đã trở nên như thế nào đó sau động từ become. Đó, quá khứ là became, là tính từ. Develop là động từ, phát triển. Extinct, tính từ, tuyệt chủng. Increase, động từ, tăng lên. Decrease, động từ, giảm xuống. Chúng ta chọn chỗ này đáp án tính từ là extinct, tuyệt chủng. Khủng long đã trở nên tuyệt chủng hàng triệu năm trước. She is the woman I told you. Cô ấy là người phụ nữ mà tôi đã nói với bạn. Chỗ này cũng thiếu đại từ quan hệ, nghĩa là mà. To whom? To whom là với cái người đó. With whom là với cái người đó. About which? Chúng ta phải chọn là whom nhé. Đại từ quan hệ tân ngữ. About whom? À, nói về. Cô ấy là người phụ nữ mà tôi đã nói với bạn về cái người đó. To about whom tức là về cái người đó. Về cái người đó tức là về cái người phụ nữ này. Đây là người phụ nữ là tân ngữ, cho nên chỗ này sẽ là đại từ quan hệ thay cho tân ngữ là whom. Và giới từ đi với cái động từ tell about, nói với bạn về cái người đó, về là about whom. Joyce thanked us for, cảm ơn vì cái gì đó, chúng ta chọn luôn là đáp án có đuôi in. Inviting them to dinner and said that they wanted to have us over for dinner next week. Joyce đã cảm ơn chúng ta vì đã mời họ ăn tối và nói rằng họ muốn mời chúng ta ăn tối vào tuần tới. Maria needs another job. Her present company is going out of business. Maria cần tìm một công việc khác. Công ty hiện tại của cô ấy sắp phá sản. Thế này sau động từ need thì động từ có to, chúng ta chọn đáp án to find. It was the kind of accident for nobody was really to blame. Đó là loại tai nạn mà không có ai thật sự có lỗi. Chỗ này chúng ta dùng đại từ thay thế cho từ accident là which, là nói về vật, sự việc. He is the singer about I often tell you. Anh ấy là ca sĩ. Tôi thường nói với bạn về người ca sĩ đó. Thì chỗ này sẽ là đại từ quan hệ cho tân ngữ singer là whom. The first Asian Games in New Delhi, India in 1951. Thế vận hội châu Á lần đầu tiên chấm chấm ở New Delhi, Ấn Độ vào năm 1951. Đây là quá khứ. Quá khứ đơn nhé. Ở chỗ này câu bị động là to be cộng phân từ. To be ở đây là quá khứ đơn và số nhiều. Đã được tổ chức. Thế vận hội châu Á lần đầu tiên đã được tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ vào năm 1951. Workers can unwittingly damage the fragile environment. Những người đi bộ có thể unwittingly là không có ý thức, có thể không có ý thức làm hư hại, tức là vô tình, có thể vô tình làm hư hại môi trường mong manh. Chấm chấm. That the birds live, mà những con chim sống. When the birds live in, nơi mà những con chim sống ở. Which live the birds, which live the birds, lộn chữ. In which,
in which the bus live. Chỗ này chúng ta cần cái đại từ quan hệ này. In which là ở cái đó, ở cái chỗ đó. Đó. Thay cho cái từ environment thì nó là tân ngữ, là địa điểm. Những con chim sống ở cái nơi đó mà những con chim sống. Những người đi bộ có thể vô tình làm hư hại môi trường mong manh ở cái nơi đó những con chim sống. Mà ở đó, chúng ta dịch là mà ở đó những con chim sống. Oil, coal, and natural gas are fuels made from decayed material from animals or plants. Dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên là nhiên liệu như thế nào đó được làm hoặc là được tạo ra từ những vật liệu bị phân hủy từ động vật và thực vật. Chỗ này gọi là nhiên liệu hóa thạch, fossil, fossil là hóa thạch, fossil fuels, nhiên liệu hóa thạch. Smokeless là không khói. Unleaded, unleaded là không chì. Solid, solid, solid là rắn. Những cái này gọi là nhiên liệu hóa thạch, yeah, fossil. Only six were played in the first Asian Games. Chỉ có 6 chấm chấm được chơi ở Thế vận hội châu Á đầu tiên. Athletes, vận động viên. Sports events, sự kiện thể thao. Coaches, huấn luyện viên. Spectators, khán giả. Chỗ này chúng ta chọn đáp án đúng là sự kiện thể thao. Chỉ có 6 sự kiện thể thao được chơi ở Thế vận hội châu Á đầu tiên. Heat comes from deep inside the earth. Nhiệt gì đó đến từ sâu bên trong trái đất. Geothermal là thuộc về địa nhiệt, thuộc địa nhiệt. Solar, mặt trời. Nuclear, hạt nhân. Hydro, nước. Nhiệt, nhiệt địa nhiệt thì đến từ sâu bên trong trái đất, nhiệt địa nhiệt. Geothermal. The sun, water, and the wind are other sources of energy. Mặt trời, nước và gió là nguồn năng lượng gì đó khác. Alternative, thay thế. Nguồn năng lượng thay thế khác. Replace, đây là động từ thay thế. Electric, điện. Useless, vô dụng. Nguồn năng lượng thay thế khác. They want to gold in bodybuilding and billiard. Họ đã giành được 2 cái gì đó vàng trong môn thể hình, bodybuilding thể hình và visa. Degrees, bằng cấp. Awards, giải thưởng. Prize, phần thưởng. Medals, huy chương. Đi với từ vàng thì chúng ta chọn từ huy chương vàng. Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy, great. Mặc dù có một số bất lợi, nhưng tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế khác rất lớn. Or is, have been, was. Chúng ta chọn đáp án is, bởi vì chủ ngữ đây, the potential, số ít. Thousands of natural parks all over the world to protect endangered animals. Hàng ngàn công viên quốc gia trên khắp thế giới, chấm chấm, để bảo vệ động vật có nguy cơ,
Đây là có nguy cơ tuyệt chủng nhé. Hàng ngàn công viên quốc gia hoặc là hàng ngàn khu vườn quốc gia trên khắp thế giới đã được xây dựng để bảo vệ các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Has been established, đã được xây dựng. Have been established, đã được xây dựng. Cái này có đuôi in, chúng ta bỏ đi. Đây là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đã được xây dựng rồi, chúng ta phải chọn là hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ở đây là thousand, số nhiều. Vậy chúng ta chọn have, không chọn has. The quality of athletes, officials and sports facilities through time. Chất lượng của các vận động viên, các cán bộ, các cơ sở thể thao, chấm chấm, qua thời gian. Is developing also. Đang phát triển, cũng. Has also been developing. Đã, đang phát triển. Have also been developing. Đã, đang phát triển. Are developing, đang phát triển. Chỗ này chúng ta chọn đáp án B. Đã và đang phát triển cùng thời gian. Đã và đang phát triển qua thời gian, chúng ta dịch là ngày càng phát triển. Chất lượng của các vận động viên, các cán bộ, các cơ sở thể thao ngày càng, đã và đang phát triển cùng thời gian thì gọi là ngày càng phát triển. Chúng ta chọn has, không chọn have, bởi vì chủ ngữ đây là the quality, số ít. They work in a hospital by the government. Họ làm việc ở một bệnh viện, chấm chấm, bởi chính phủ. Which sponsored, mà được bảo trợ. Was sponsored, được bảo trợ. Sponsored, được bảo trợ. Sponsoring, đang bảo trợ. Chỗ này chúng ta cần một cái động từ ở cái dạng phân từ nhé. Được bảo trợ. Họ làm việc ở một bệnh viện. Cái mà được bảo trợ bởi chính phủ. Thì chỗ này nếu mà có đầy đủ câu đầy đủ mà có which thì chỗ này phải thêm is. Which is sponsored by government. Nên là khi mà người ta không có which bỏ đi thì bỏ luôn cả động từ to be is thì sẽ còn lại. Cái này thôi, là nói ngắn gọn. Thế thì nó đáp án C là đúng. Được bảo trợ. Họ làm việc ở một bệnh viện được bảo trợ bởi chính phủ. The first person, the ball, will be the winner. Người đầu tiên, chấm chấm, quả bóng, sẽ là người chiến thắng. Who catch, người bắt, to catch, bắt được. Catching, đang bắt. Who are catching, người đang bắt. Người đầu tiên bắt được quả bóng, to catch the ball. Người đầu tiên bắt được quả bóng sẽ là người chiến thắng. If he had listened to me, he in the exams. Nếu cậu ấy đã nghe lời tôi, thì cậu ấy đã như thế nào đó, kỳ thi. Nếu cậu ấy đã nghe lời tôi thì cậu ấy đã không bị trượt kỳ thi à? Đây là đã bị trượt này. Đã không vượt qua. Đã không bị trượt. Đã không trượt. Đây là câu điều kiện là câu điều kiện loại 2 nhé. Câu điều kiện loại 2 là không có thật ở hiện tại. Không có thật ở hiện tại thì vế thứ nhất là quá khứ đơn, vế thứ hai sẽ là would have cộng với phân từ. Đây, would have cộng phân từ đây. Đây cũng would have cộng phân từ. Đây cũng would have cộng phân từ, nhưng mà nghĩa của nó sẽ khác nhé. Nghĩa của nó cái này loại này. Nếu cậu ấy đã nghe tôi thì cậu ấy đã không bị trượt. Chúng ta phải chọn cái từ có nghĩa là trượt này. Nếu cậu ấy đã không nghe tôi thì cậu ấy đã không đỗ, thì câu này sẽ ngược nghĩa này. Nếu cậu ấy đã nghe tôi thì cậu ấy đã không trượt. Để chúng ta chọn phủ định này. Đấy.
Nếu cậu ấy đã nghe tôi, cậu ấy đã trượt thì câu này lại sai. Nên chỗ này sẽ là khu phủ định, vế thứ hai sẽ là phủ định của would have cộng phân từ. Để chúng ta dịch nghĩa nó sẽ phù hợp nhé. Nếu cậu ấy đã nghe lời tôi thì cậu ấy đã không trượt kỳ thi. Đấy, đã không trượt kỳ thi. Would have failed. Tức là đã trượt mất rồi. Many efforts have been made to protect nature. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ thiên nhiên như thế nào đó. Chỗ này chọn tính từ để bổ nghĩa cho danh từ thiên nhiên. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ thiên nhiên có nguy cơ bị tuyệt chủng, có nguy cơ bị phá hủy. Ta chọn tính từ endangered là tính từ. Nó vừa là động từ, nó vừa là tính từ nha, có đuôi ed. Có nguy cơ. Have you ever met the man over there? Have you ever met the man over there? No. Who was he? Who is he? Bạn đã bao giờ gặp cái người đàn ông đang đứng ở đằng kia chưa? Bạn đã bao giờ gặp người đàn ông đang đứng, người mà đang đứng ở đằng kia? Who is standing over there? Đấy, vậy nói ngắn gọn thì sẽ còn mỗi chữ standing thôi, bỏ who is. Chỗ này này, who is he không đúng. Chỗ này có y này, thiếu who này. Vậy chỗ này là câu ngắn gọn sẽ là câu rút gọn sẽ là thành standing. Người mà đang đứng ở đằng kia. Bạn đã gặp người đàn ông đang đứng ở đằng kia bao giờ chưa? Thank you for helping me. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Đáp lại lời cảm ơn. Thanks. Cảm ơn. Goodbye. Tạm biệt. You're welcome. Đây, you're welcome. Bài tiếp theo. Đọc đoạn văn và chọn đáp án. Cho chọn trống. We need energy to live and work. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Our major source of is oil. Nguồn chính của chúng ta, nguồn gì đó chính của chúng ta là dầu hỏa. Nguồn gì đó chính. Oil, dầu hỏa. Fuel, nhiên liệu. Heat, nhiệt. Energy, năng lượng. Nguồn năng lượng chính của chúng ta là dầu hỏa. Ta chọn energy. Dầu thô đấy. Oil is one kind of fossil fuel. Dầu là một loại nhiên liệu hóa thạch. The amount of fossil fuels in the world is. Lượng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới là renewable, có thể tái tạo. Unlimited, không có giới hạn. Non-renewable, không thể tái tạo. Limited, có giới hạn. Nguồn nhiên liệu hóa thạch trên thế giới là có giới hạn. Therefore, vì thế mà we must save it. Chúng ta phải tiết kiệm nó. And at the same time, và cùng lúc, we must find new sources of energy. Chúng ta phải tìm ra các nguồn năng lượng mới. Geothermal heat and nuclear power are alternatives of energy. Nhiệt địa nhiệt và năng lượng hạt nhân và điện hạt nhân. Nhiệt địa nhiệt và điện hạt nhân là các nguồn thay thế, các nguồn năng lượng thay thế khác. Ta chọn đáp án chỗ này là sources, nguồn, các nguồn, các nguồn thay năng lượng thay thế. Nhiệt địa nhiệt và điện hạt nhân là các nguồn năng lượng thay thế. They can give us electricity. Chúng có thể cho chúng ta điện. Other alternative sources. The sun, waves, and water. Các
các nguồn thay thế khác là mặt trời, sóng và nước. Các nguồn thay thế khác là mặt trời, sóng và nước. These sources are not only unlimited and available. Not only, chỗ này chọn but also, không những. Những nguồn năng lượng này, những nguồn này không những vô hạn, sẵn có, mà còn sạch và an toàn cho môi trường. Clean and safe for the environment. People should develop and use them more and more in the future. Con người nên phát triển và sử dụng chúng ngày càng nhiều trong tương lai. Ở chỗ này chọn là not only but also. Này, but also. Bài tiếp theo, tìm lỗi trong mỗi câu. The song to that we listened last night was interesting. The song là bài hát mà chúng ta đã nghe đêm hôm qua thật thú vị. Chỗ này là to which, sai ở B. We are moving to Manchester, that is in the northwest of England. Chúng ta đang chuyển tới Manchester, mà ở tây bắc nước Anh, nơi mà, chúng ta cũng chọn which. Job is enough. Intelligent to pass this economics class without help. Jack đủ thông minh để vượt qua lớp kinh tế này mà không cần sự giúp đỡ. Chỗ này sai ở A. Enough, sau enough là danh từ và trước enough là tính từ. Vậy intelligent là tính từ thì nó phải đứng trước enough. Intelligent enough. Đổi ngược lại. The woman with her he fell in love left him after a few weeks. Người phụ nữ mà anh ấy yêu đã rời bỏ anh ấy sau vài tuần. Fell in love with whom? Chỗ này sẽ là with whom chứ không phải là with her. Bởi vì whom sẽ thay thế cho người phụ nữ mà anh ấy yêu. He is the second person be killed in that way. Anh ấy là người thứ hai bị giết theo cách đó. Second person be killed. Thì chỗ này sẽ là đại từ quan hệ là who is killed hoặc là who was killed, người mà bị giết. Thì rút gọn lại thì chỉ còn killed, không cần who nữa và cũng không cần động từ to be. Nhưng mà chỗ này cũng không có be ở đấy. Rút gọn lại thì còn killed, bị giết. Đề khá là dài nên cô chỉ giải đây thôi. Và cô sẽ để link tải đề cho các em ở trong phần mô tả nhé.